Em tên là Nguyễn Thị Thường Vy, em học lớp 5. Mẹ em thì đang bệnh tai biến, còn em đã bị cha bỏ rơi từ nhỏ. Bây giờ hoàn cảnh em hết sức là khó khăn, hàng ngày em đi học thì phải thời gian rảnh em phải đi bán vé số để giúp mẹ trang trải tiền thuốc men. Vô thì đuổi hai mẹ con đi nên nhờ có một người chị bà con cho ở trong một cái chuồng gà. Mấy bạn nó nói là sao ở chuồng gà vậy, húi không biết húi hả? Thì Khi đó con trả lời sao? con cũng đáp lại thì có nhà ở là may lắm rồi. Con nói mẹ ráng sống với con đi, được bao lâu thì hay biết nhiều, mẹ ráng sống đi, mẹ ráng chịu đau, có tiền mua thuốc cho mẹ. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì Đồng được người anh mà nhận công trình của nhà bé Tường Vy á thì gọi điện cho Đồng báo là căn nhà hôm nay đã hoàn thiện 100%. Do vậy thì hôm nay Đồng rất là vui để xuống đây bàn giao căn nhà mơ ước cho hai mẹ con bé Tường Vy, cũng như một căn nhà nữa, đó là căn nhà của dì Sáu, bé Tường Vy. Trước khi bàn giao thì Đồng cũng chia sẻ là tại sao lại có tới hai căn nhà tình thương, hai căn nhà mơ ước cùng một lúc. Không phải ngẫu nhiên mà Đồng tự ý xây dựng đâu quý cô chú anh chị. Đầu tiên là dì Sáu của bé Tường Vy cũng được nhà hảo tâm gửi về số tiền gần 50 triệu để xây nhà tình nhà mơ ước. Sau đó thì sự yêu thương, sự san sẻ của mẹ con bé Tường Vy thì nói xin phép quý nhà hảo tâm, sau đó thì bắt tay vào xây dựng một lúc là hai căn nhà mơ ước anh ha. Chào anh. Chào thầy. Hôm nay thì sao, sao công trình này xong chưa? Nó đã xong hoàn thiện, dạ. Ngon lành rồi. Dạ. Thì mọi cái cửa nẻo là có hết rồi anh ha. Rồi, có hết đầy đủ. Dạ. Coi như xong rồi. Dạ. Thì trước khi mà vào bàn giao thì anh có gửi lời nào tới quý ông bà cô bác trên kênh của em không? Thì trong xin trân trọng mà rất là cảm ơn anh Hùng Quân hỗ trợ cho được hai dì cháu vậy là mừng dữ lắm rồi. Dạ. Rồi cảm ơn các nhà hảo tâm. Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ anh Thầu thì rất là hiền luôn. Anh thì còn rất là trẻ tuổi nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài do anh đi làm sớm á. Do vậy thì nhìn cũng rất là chứng trạng anh ha. Mới nhìn thôi quý cô chú anh chị là thấy căn nhà anh được anh xây rất là đẹp luôn. Mặt trước này là toàn bộ là dán bằng gạch hết anh ha. Trước khi mà vào bàn giao thì có một cái món quà của một người cô ở nước ngoài gửi tặng cho anh. Đó là cô Hai Cần Thơ. Cô Hai Cần Thơ thì có nhờ em gửi cho anh một món quà, đó là 200 USD. Giống như là gửi lời cảm ơn cho anh là từ căn nhà của bé Khải. Và bữa hôm cô gửi ở phía căn nhà bé Khải nhưng mà khi đó thì bàn giao luôn rồi nên em hôm nay mới có dịp gặp lại anh thì mới trao cho anh ha. Yeah. 200 đô mà thời điểm mà cô gửi là được là 2.340.000 là thôi em làm tròn thành 2.400.000 đi là thành là 4.800.000 anh ha. Vậy là em xin gửi lại phần nữa cho bé Tường Vy. Cái này cô Hai gửi cho anh mà. Cái này em chia cô sẻ Hai lại. Cần Thơ. Dạ em chia sẻ lại em gửi phần nữa cho bé Tường Vy. À dạ. Dạ. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Rồi. Vậy là hiện tại thì là 4.800.000 thì em sẽ gửi cho anh là một phần nửa ha. Dạ, phần nửa. Dạ. Cái này là giống như là cái món quà tinh thần của cô Hai gửi tặng cho anh thôi. Sau những cái vất vả mà anh đã xây dựng cho thì em sẽ gửi cho anh là 2.500.000 anh ha. 1 2 3 4 5 đúng không anh? Dạ. Phần nửa phải 2.500.000 không?
2 triệu rưỡi lần nó tới 5 triệu lận. Còn kia nãy con... thôi được, không sao. Còn phần bao nhiêu thì em sẽ gửi lại cho bé. Dạ. Cái này là giống như là món quà của cô Hai Cần Thơ. Cô Hai thì đang ở nước ngoài thì gửi tặng cho anh, giống như là món quà tinh thần. Cảm ơn anh đã giúp đỡ những bà con khó khăn xây dựng những căn nhà rất là đẹp và chắc chắn á. Xin cảm ơn cô Hai rất nhiều. Bây giờ thì chắc đi vào trong để bàn giao nhà anh ha. Đây, hôm nay thì bên địa phương cũng chuẩn bị một cái tấm biển quý cô chú anh chị. Đó là tấm băng rôn lễ bàn giao nhà mơ ước do quý nhà hảo tâm trên kênh YouTube Thầy Giáo Đồng hỗ trợ. Hôm nay thì rất là vui, được bên chính quyền địa phương tham dự rất là đông luôn. Bây giờ thì Đồng sẽ đi vào trong. Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ, chào chú. Thì để đi vào chương trình buổi lễ, tôi xin thông qua chương trình gồm 3 phần. Phần nghi thức gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Phần 2, phần nội dung gồm có ý kiến phát biểu của đơn vị tài trợ, phần ý kiến phát biểu của lãnh đạo xã Bình Hòa, phần trao giấy khen cho quý mạnh thường quân trên kênh YouTube Thầy Giáo Đồng, phần phát biểu ý kiến của đại diện hộ gia đình, và phần 3 là phần đáp từ. Kính thưa quý đại biểu, quý nhà tài trợ và toàn thể bà con có mặt trong buổi lễ hôm nay, thì công tác xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nó đã thực sự đi sâu vào cuộc sống và thu được những kết quả rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự tiến bộ và công bằng của xã hội. Thì thời gian vừa qua, được sự quan tâm hỗ trợ của quý nhà hảo tâm trên kênh YouTube Thầy Giáo Đồng đã xây dựng nên căn nhà mơ ước cho mẹ con bé Tường Vi là hộ đang gặp khó khăn về nhà ở tại ấp Tây Kinh, xã Bình Hòa. Thì hôm nay địa phương phối hợp với nhà tài trợ để tổ chức trao tặng căn nhà để đi vào sử dụng. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Thì đến dự buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu. Vì phía đơn vị tài trợ, đại diện đơn vị tài trợ thì xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thầy Giáo Đồng, là chủ kênh YouTube Thầy Giáo Đồng. Vì phía lãnh đạo xã Bình Hòa, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Bảo, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa. Vì lãnh đạo ấp Tây Kinh, xin giới thiệu ông Võ Thái Dương, bí thư chi bộ ấp. Ông Trần Văn Thành, trưởng ấp Tây Kinh. Cùng đại diện gia đình bé Tường Vi và bà con có mặt trong buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt quân đi chung. Tiếp theo chương trình là phần phát biểu ý kiến của đại diện nhà tài trợ. Xin mời phần ý kiến của Thầy Giáo Đồng. Kính thưa bên lãnh đạo xã, kính thưa quý nhà hảo tâm, kính thưa gia đình bé Tường Vi và bà ngoại. Thì hôm nay thì em nhận được tin bên anh thầu xây dựng đã báo cáo là đã hoàn thành căn nhà, 2 căn nhà mơ ước liền kề. Thì hôm nay em rất là vui quay trở lại mảnh đất của Bến Tre để bàn giao căn nhà mơ ước cho những hộ khó khăn. Thì đầu tiên chắc em sẽ thông qua cái thiết kế xây dựng căn nhà, sau đó thì là chi phí xây dựng, cuối cùng là danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về để giúp đỡ cho hai mẹ con bé Tường Vi. Thì hiện tại là ban đầu là chỉ là dự định là xây một căn nhà thôi, là căn nhà của hai mẹ con bé Tường Vi. Nhưng mà sau đó thì quý nhà hảo tâm muốn chung tay giúp cho vợ chồng dì Sáu luôn, và được sự hỗ trợ giống như là san sẻ tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình cho chị Sáu. Do vậy thì hiện tại đã thực hiện xây song song 2 căn nhà mơ ước một lúc. Căn nhà thì một căn nhà diện tích là 4,2, chiều ngang là 4,2, chiều dài là 15, tổng diện tích là 63 m², thì gồm một cái hàng ba, một phòng khách, 2 phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh. Tổng để chi phí xây dựng cho một căn là bao hoàn thiện đến ngày hôm nay tất cả mọi cái thiết bị trong nhà đó là 159.891 đồng. Như vậy thì hai căn là tổng hai căn xây dựng hết là 319.782 đồng. Về cái danh sách quý nhà hảo tâm thì ở những video mà khi mà ghé thăm hai mẹ con thì em đã công bố danh sách cụ thể trên từng video. Do danh sách rất là dài nên quý nhà hảo tâm cũng như bên chính quyền cũng thông cảm, em đã công bố trên đó rồi. Dạ, minh bạch trên đó rồi. Thì em hôm nay chỉ cập nhật thêm so với danh sách lần trước em ghé thăm, thì có thêm là anh Cung Tâm ở Mỹ gửi thêm 100 USD đổi ra được là 2.420.000. Tổng đến thời điểm hiện tại số tiền mà gửi về giúp đỡ cho hai mẹ con bé Tường Vi cũng như dì Sáu đó là
529.148.000 đồng. Cái thời điểm mà dì Sáu có chia lại phần đất cho hai mẹ con với giá rẻ là 80 triệu để cho hai mẹ con có cái chỗ ở này. Thì sau đó dì Sáu được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, thì khi đó được chị và cô Phấn ở Mỹ thì gửi là giúp là 45 triệu đồng. Sau đó thì dì Sáu trích cái phần mà bán đất á, lại đưa cho em để em xây dựng căn nhà cho dì Sáu, đó là trích là 30 triệu đồng. Do vậy tổng đến thời điểm hiện tại số tiền là cộng thêm 30 triệu của dì Sáu gửi nữa, đó là 559.148.000 đồng. Thì sau đây thì em sẽ trừ ra những khoản đã chi ra. Đầu tiên là chi ra một căn nhà làm là như vậy là hết là 159.891.000. Hai căn thì hết là 319.782.000 đồng. Về phần cát lấp nền á, khi nãy cát lấp nền là phần riêng không liên quan đến bên xây dựng, đó là hết 70 khối để làm nền cao như ngày hôm nay. 70 khối khi đó là nhân ra là 270.000 một khối. Số tiền là 18.900.000 đồng. Tiếp theo thì khi đó không có nước xài thì được bên bé Thiện Hữu 11 tuổi ở nước ngoài gửi tặng cho gia đình là đào giếng á chị. Là phần đó thì đào giếng là hết 10 triệu đồng. Sau đây thì em sẽ trừ ra những khoản chi, đó là về thứ nhất là về phần làm nhà, hai căn là hết là 319.782.000 đồng. Cát lấp nền là hết 18.900. Về sau đó thì ở thời gian mà em chị đi khám bệnh á, em có chuyển cho chị 4 triệu đồng. Dạ. Tiếp theo là trừ đi 80 triệu tiền mua đất. Dạ. Tiếp theo là trừ 10 triệu 500 tiền mua xe đạp cho bé Tường Vi, xe đạp điện. Tiếp theo là ngày gần hoàn thiện thì chị có nhắn tin là gửi nói là chuyển cho chị 2 triệu để chị là làm cái bàn thờ mẹ Quan Âm. Là em có chuyển cho chị 2 triệu đúng chị? Dạ. Về phần mua thiết bị trong nhà thì tất cả thiết bị trong nhà của bé Tường Vi thì được bé Thiện Hữu 11 tuổi gửi tặng hết. Là cái bé hồi nãy mà mua ở tặng giếng á. Thì thiết bị trong nhà thì mua hết là 19.600.000 đồng. Thì không biết hóa đơn bữa hôm thì ai giữ chị? Dạ. Thì lát nữa thì cho em xem cái hóa đơn đó ha. À dạ. Như vậy trừ ra tất cả các khoản từ xây nhà này, rồi là đến những cái khoản mà ứng cho chị mua xe bé, thì số dư hiện tại của gia đình bé Tường Vi là còn là 94.366.000 đồng. Sẵn tiện thì có chính quyền địa phương ở đây thì chắc em sẽ chuyển phần tiền này sang cho tài khoản của hai mẹ con để hai mẹ con có thể lo thuốc thang chữa bệnh về sau lâu dài. Là cái số tài khoản của chị là cái này luôn đúng chị? Đúng cái tài khoản này không chị? 94.400. Dạ. Anh kiểm tra giúp em, em đã chuyển. Chị coi cái có thông báo vô điện thoại chị không? Lấy điện thoại đó. Tại vì cái số tiền cũng rất là lớn mà đưa tiền mặt cho hai mẹ con thì cũng là khá là nguy hiểm cho hai mẹ con. Do vậy thì em xin phép là chuyển vào tài khoản để hai mẹ con cuộc sống sau này chữa bệnh cho chị mẹ của bé Tường Vi nữa, với lại học tập của bé về sau nữa chị ha. Chị thấy vậy có hợp lý không? Hôm nay cười tươi coi. Dạ. Có nhận được chưa Vi? Đây anh, đây là cái điện thoại của mẹ bé này. Cái này thì tiền bạc em phải đó, số tiền cộng vào á. Dạ dạ. Anh đọc lại giúp em coi. Cộng 94.400.000 đồng. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Rồi như vậy là cái phần mà em công khai minh bạch số tiền mà quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai mẹ con bé Tường Vi cũng như là dì Sáu luôn, thì cũng thưa với chính quyền hôm nay có đây không phải ngẫu nhiên mà em xây hai căn nhà đâu. Thì hồi nãy em có thông nói rồi, đầu tiên là quý nhà hảo tâm cũng gửi số tiền về giúp đỡ cho để cho dì Sáu xây nhà là 45 triệu đồng. Sau đó thì hai mẹ con nói là dì Sáu từ lâu đã cưu mang giúp đỡ cho hai mẹ con vậy á, giờ hai mẹ con được ông bà cô bác giúp đỡ thì hai mẹ con xin phép mạnh thường quân cũng san sẻ yêu thương để cho dì Sáu có cái căn nhà che nắng che mưa. Tại vì dì Sáu cũng ở trong căn nhà sụp sệ vậy đó. Do vậy hôm nay thì rất là vui. Một lúc là bàn giao tới hai căn nhà mơ ước luôn. Rồi là
thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thay mặt hoàn cảnh của bé Tường Vi, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Cho quý nhà hảo tâm một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn thầy Giao Đồng đại diện cho đơn vị tài trợ có ý kiến phát biểu. Thì tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Lê Minh Bảo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa sẽ có ý kiến phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin kính mời ông. Kính thưa thầy Giao Đồng, cùng quý mạnh thường quân, cùng chi quỹ chi bộ ấp Tây Kinh, cùng gia đình của bé Tường Vi, cùng với đại biểu dự hôm nay, thì trước hết là thay mặt địa phương cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân cũng như thầy Giao Đồng để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là giúp đỡ cho gia đình Tường Vi như dì Sáu để có một cái hai cái căn nhà kiên cố để che nắng che mưa để an tâm trong cuộc sống, nhất là gia đình của bé Tường Vi cũng mẹ đang bệnh để có điều kiện để an tâm về cái tinh thần để trị bệnh sau này. Và cũng cũng báo với quý đại biểu thì trong thời gian qua ở địa phương rất quan tâm về thực hiện cái công tác an sinh xã hội, thì cũng tranh thủ nhiều mạnh thường quân để vận động về xây dựng nhà, rồi quà, rồi những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là xe lăn xe lắc và những rồi xây dựng giao thông nông thôn. Trong thời gian qua thì xã rất quan tâm về phần này. Hôm nay thì được thầy Giao Đồng đại diện quý mạnh thường quân để khảo sát cũng giúp đỡ cho địa phương để xây dựng hai căn nhà, thì một lần nữa thì thay mặt lãnh đạo địa phương cũng rất là cảm ơn thầy Giao Đồng cũng như quý mạnh thường quân đã hỗ trợ kinh phí để giúp cho địa phương thực hiện công tốt an sinh xã hội. Thì trong thời gian tới cũng mong là gia đình thì của bé Tường Vi cũng như là dì Sáu được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân cũng như là thông qua thầy Giao Đồng để giúp đỡ cho hai gia đình. Thì thứ nhất là chị cũng cố gắng thì mình điều trị bệnh cho mau hết bệnh, cũng như trong thời gian là đó cũng nên dạy dỗ cho bé Tường Vi học hành cho nó đến nơi đến chốn, thấp nhất là phải tốt nghiệp cấp 3 để sau này có điều kiện mình còn đi học đi làm, để nếu có điều kiện khá giả hoặc là điều kiện kinh tế khá hơn thì mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà yếu thế như mình bây giờ. Thì cũng mong gia đình nên cũng quan tâm cho bé đi học, trong thời gian học nếu khó khăn gì thì báo địa phương là xã cũng quan tâm để giúp đỡ cho địa phương cho bé, chứ không phải là xã rất quan tâm học sinh là tạo điều kiện cho các bé đi học. Vậy nhu yếu phẩm học bổng gì đó này cứ có khó khăn thì báo địa phương để xã giúp đỡ. Rồi một lần nữa thì thay mặt địa phương cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân, nhất là thầy Giao Đồng để tạo điều kiện cho xã thực hiện tốt công tác xã hội, nhất là giúp cho địa phương để xây dựng hai căn nhà để kiên cố để giúp cho bà con an tâm trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn quý đại biểu cũng như quý thành viên và thầy Giao Đồng. Chúc quý mạnh thường quân, thầy Giao Đồng cũng như quý đại biểu dồi dào sức khỏe thành đạt trong cuộc sống, cũng như là nhất là thầy Giao Đồng là cái kênh trung gian để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng như là về khó khăn nhà ở nhưng cuộc sống để tạo có sự tiếp cận để an tâm cùng cuộc sống để vươn lên. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý đại biểu. Dạ. Tiếp theo chương trình là phần trao giấy khen của Ủy ban dân xã cho quý mạnh thường quân trên kênh YouTube của thầy Giao Đồng. Thì sau đây xin mời thầy Giao Đồng sẽ đại diện cho các mạnh thường quân để nhận giấy khen. Dạ, xin kính mời ông Lê Minh Bảo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã sẽ trao giấy khen. Xin kính mời. Dạ. Mình đứng đây luôn này. Này đứng đây. Rồi, em thay mặt địa phương phát biểu cho. Cảm ơn địa phương, cảm ơn anh em đã hỗ trợ cho địa phương em gửi cái giấy khen. Dạ dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn với anh để tạo điều kiện cho bà con trên đường xã. Dạ dạ dạ, cho chào vỗ tay bà con. Dạ. Kính thưa quý đại biểu, thì sau khi nhận được căn nhà mới thì đại diện nhà tài trợ cũng như chính quyền rất mơ rất muốn
lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện gia đình. Thì xin mời bé Tường Vy có ý kiến phát biểu. Đây, thầy thầy chạp mic chưa? Đầu tiên là con cảm ơn thầy cô giáo ở trường tiểu học Tân Thanh đã dạy cho con hết cấp 1. Thế lại con cảm ơn cô Nga phát biểu cái khó khăn của con, báo cho thầy giáo đồng cho con có một cái nhà mơ ước rồi. Thế lại con cảm ơn quý ông bà, cái nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã giúp cho con có được căn nhà. Thế lại con cảm ơn bạn bên Mỹ đã gửi cho con làm cái giếng với lại các đồ nội thất trong nhà. Bạn Thiện Hữu hả? Dạ. Chắc bằng tuổi Tường Vy hả? Dạ bằng. Rồi cảm ơn ai nữa không? Dạ cảm ơn chú Phương bên Mỹ đã cho con để mua chiếc xe đạp điện với lại mua thuốc nôi cho mẹ con. Rồi cảm ơn ai nữa? Dạ cảm ơn thầy giáo Đồng đã giúp cho mẹ con với con có một nhà. Rồi cảm ơn ai nữa? Cảm ơn chính quyền địa phương. Dạ, cảm ơn chính quyền địa phương và các đại biểu đã đến đây để cho bàn giao căn nhà mơ ước cho con. Con có lời hứa gì không? Con hứa là con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các bác với lại mẹ con. Rồi, cảm ơn con. Rung quá ha. Tiếp theo chương trình là phần quan trọng nhất của buổi lễ. Sau đây xin kính mời đại diện các nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương bước lên phía trước để mở bản mừng nhà mơ ước cho mẹ con bé Tường Vy. Xin kính mời. Dạ, mời dạ. Vy đi luôn con. Mình bên này trước đi anh nhé. Đây Vy qua đây với thầy đây. Anh bên em bên. Đây kéo lên đây nè Vy. Đấy, số nhà Vy là số bao nhiêu? Số 21. À vậy hả? Và bên bên kia. Dạ, bên này số nhiêu Vy? À, số 22. À rồi. À, như vậy hôm nay thì Đồng cũng rất là vui được cùng quý nhà hảo tâm trao tặng tất cả các người nghèo trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là bà con miền Tây. Căn nhà này là căn nhà số 12, nghĩa là trước đó đã có tới 20 căn, căn này là căn 21-22. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Rồi thì buổi lễ bàn giao vậy thì cũng đã xong xuôi rồi quý cô chú anh chị. Bây giờ thì chắc Đồng với bé Tường Vy sẽ đi quay một vòng hai căn nhà để cho quý cô chú anh chị cùng chung vui với bé Tường Vy hôm nay luôn. Vy ha, rồi mình đi con. Quý cô chú anh chị, nãy giờ Đồng với bé Vy cùng với mẹ với bà ngoại của bé Vy cùng chính quyền địa phương đã bàn giao xong căn nhà mơ ước. Bây giờ thì Đồng sẽ cùng với bé Vy sẽ quay một vòng căn nhà để xem căn nhà đẹp như thế nào. Đầu tiên đây là cái căn phần mặt tiền quý cô chú anh chị, được làm một cái hàng ba cộng với máng xối. Cái toàn bộ phần máng xối trên được các anh thợ dán gạch hết rồi, và chỉ gạch thì Đồng nhìn rất là bắt mắt luôn. Hai bên thì có hai cột này, bên này có một cái cột. Quý cô chú anh chị cũng được lạp bằng cột rất là lớn. Cột phía bên này này cũng rất là lớn luôn. Và được cũng ốp gạch hết rồi. Và phía bên này cũng có một cột. Cũng được ốp gạch rất là sạch luôn. Phần đặc biệt là hai cái nền này thì bơm hết rất là nhiều cát. Tại vì phía bên này quý cô chú anh chị này là cái kênh. Do vậy thì một lần làm một lần khó. Do vậy Đồng với anh thợ với gia đình bàn thì phải là bơm nền cát cao như vậy này. Bây giờ lên đây thì rất là cao rồi. Do vậy rất là đảm bảo cho hai mẹ con về sau không bị ngập. Đây là chiếc xe mà được quý nhà hảo tâm mua tặng cho bé Tường Vy để bé đi học này. Cái hàng ba này đầu tiên thì cũng được ốp gạch hết quý cô chú anh chị. Gạch thì là phong gạch màu trắng, có viền đen, nhìn rất là sáng luôn. Tiếp theo là cái phần la phong này quý cô chú anh chị. Ở cái hàng ba này thì cũng được đóng tần la phong hết rồi. La phong thì màu sáng rất là đẹp. Và giữa cái hàng ba thì Đồng có kêu anh thợ gắt cho hai mẹ con một cái đèn led này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, cái phần mặt tiền này này. Phía bên Đồng đang đứng đây cũng được ốp gạch hết rồi. Bên này là tấm bảng quý nhà hảo tâm, kênh YouTube Thầy Giáo Đồng tặng căn nhà mơ ước số 21 là căn nhà của bé Tường Vy.
Đầu tiên bước vào cái ngôi nhà quý cô chú anh chị, đầu tiên là phần cửa. Cửa thì được là làm cửa bằng cửa bốn cánh này. Đồng có gấp lại một cánh bên này rồi. Cửa nhôm kính bốn cánh và phần dưới là nhôm hết. Trên là kính đục. Đấy, mở ra mở ra rất là dễ dàng luôn. Bên này hai cánh và bên này cũng hai cánh luôn. Thì cửa nếu mà đóng như vậy toàn bộ này. Đóng cái bên kia coi Vi. Mình sẽ đóng thử nha. Vi biết đóng không? Biết. Rồi đóng cho thầy coi coi. Rồi để thầy đóng cho thầy thôi. Đóng sao? Đúng rồi. Đúng chưa? Đấy. Đấy, quý cô chú anh chị. À, em Caramel có thể quay xa để thấy được toàn bộ cái cửa. Đấy, không biết ngoài nhìn thì không biết như thế nào, bên trong thì nhìn rất là đẹp ha. Cửa này thì có bốn cánh luôn. Nó mở ra mở vô vậy đó. Bên này cũng vậy này. À, mỗi lúc mà cần có khách quý cô chú anh chị thì mở hết cái này ra. Đấy, mở hết cái này ra và xếp vô trong. Đấy, bên kia cũng vậy luôn. Thì sẽ rất là rộng. Đấy. Nhôm kính và có tay cầm hết quý cô chú anh chị. Ở đầu tiên là tiếp theo là cái gian phòng khách này. Ở gian phòng khách này thì cái nền gạch cũng được lán bằng nền gạch trắng quý cô chú chị, viền viền sọc nhìn rất là sáng luôn. Gian phòng khách này thì cực kỳ rộng luôn. Ở đây thì có làm cho hai mẹ con một bàn thờ mẹ Quan Âm hướng ra cửa. Ở phía bên tay phải chỗ tường Vi đang đứng đây thì là làm một cái cửa sổ này. Cửa sổ này thì để cho thông ánh sáng này, thông gió. À, tường Vi đóng đi đóng lại thì dễ không con? Dễ ha. Dễ ha. Đó, bằng ngày thì con mở ra vậy cho nó mát này. Ha. Và cái cửa này thì có khung bảo vệ luôn. Và hệ thống điện ở đây thì đồng cũng kêu các anh thợ chạy rất là đảm bảo luôn. Ở đây thì có hệ thống cầu dao tự động này. Có vấn đề gì nó tự nhảy hết. Và điều đặc biệt là ngôi nhà của bé Tường Vi, quý cô chú chị, kia phần này này. Cái phần len chân tường này thì chạy lên một viên gạch vậy. Nó vừa rất là đẹp này. Thứ hai nữa là khỏi bị mục sơn chân tường. Đấy, thấy rất là khác. Nhìn rất là đẹp luôn. Gian này thì rất là rộng. Màu sơn chủ yếu của cái ngôi nhà là màu xanh nhạt. Và ở trên này thì đóng trần la phong. Trần la phong thì được thiết kế trần la phong màu sáng, có những họa tiết hoa văn. Đấy, đây là hệ thống đèn này. Đó, công tắc đèn cũng làm công tắc rất là tốt luôn. Dạ. Thì tiếp theo phía bên này quý cô chú chị, thì anh thợ có trừ những cái phần lam á. Phần lam như vậy thứ nhất là vừa thông gió vào phòng ngủ, thứ hai nữa là vừa trang trí cho đẹp. Đấy, bên này thì có lắp một cái bóng thờ luôn. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. À, đây là bộ bàn ghế này của ai tặng cho bé Tường Vi, bé Tường Vi biết không? Dạ là của bạn Hữu Thiện. Thiện Hữu hay Hiếu Thiện? Của Thiện Hữu. Của người con Thiện Hữu 11 tuổi ở nước ngoài thì có gửi về mua tặng cho Tường Vi tất cả thiết bị trong nhà cũng như là giếng nữa ha. Dạ. Đây, một cái bộ bàn ghế gồm 6 chiếc ghế mặt kính. Tường Vi thử ngồi vô xem nào, có đẹp không? Dạ, yeah, đẹp quá trời luôn. Rồi tiếp tục mình đi con. Ở phòng khách cũng lắp một cái đèn led ở giữa phòng khách quý cô chú anh chị. Đây, hệ thống đèn led đây. Bên này là công tắc này. Đấy. Rồi tiếp theo là lối đi này. Lối đi xuống dưới thì cũng được ốp gạch hết rồi. Xung quanh thì chạy lên tường này quý cô chú anh chị này. Chạy hết căn nhà luôn. Đây, đầu tiên là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này là của ai? Nhà này của để nữa mẹ con đi trị bệnh cho ông bà ngoại vô ở. À, ông bà ngoại vô đây luôn hả? Dạ. À, đầu tiên thì đồng sẽ giới thiệu cái cửa trước đi. À, cái cửa quý cô chú chị là cửa nhôm kính đục. Ở phần dưới thì làm bằng nhôm hết, phần trên thì làm bằng phần kính đục và tay cầm ổ khóa thì là cũng loại ổ khóa tốt này. Đóng rô đứng ra rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, tiếp theo là căn phòng này thì cũng có điện hết rồi.
Đây là một cái căn phòng mà bé Tường Vi dự định là sẽ đón ông bà ngoại vào đây, bà ngoại vào đây ở luôn hả? Dạ. Thì phòng ngủ này cũng được một cái cửa sổ lùa nhôm kính quý cô chú chị, cũng cửa kéo luôn. Và đặc biệt là loại này là có khung bảo vệ, như vậy rất là chắc. Mà nhìn ra ngoài thì cảnh rất là đẹp luôn. Em Caramel có thể quay ngoài được không? Nhìn khung cảnh ngoài rất là hữu tình luôn ạ. Đó, miền quê sông nước. Mỗi sáng mà thức dậy mà mở cửa sổ ra đón ánh sáng mặt trời và hít thở không khí trong lành. Đây, ở đây thì có một cái móc đồ cho Tường Vi này. Và bên này thì là gian học tập cho Tường Vi. Cái này cũng là quà tặng của người con Thiện Hữu đúng không? Dạ. 11 tuổi ở nước ngoài. Mua cho bé Tường Vi này, gồm có bàn học này. Bàn học này thì Tường Vi chọn đúng không? Dạ. Màu rất là đẹp luôn, màu công chúa và một cái đèn học. Đấy, sáng cực kỳ luôn. Tường Vi ngồi thử coi. Và mua cho Tường Vi một chiếc ghế học luôn quý cô chú chị. Nó vừa không con? Dạ vừa thầy. Có gian học tập này thì nhớ học tốt hơn nha. Dạ. Cái bàn này rất là đẹp luôn. Và ở cái phòng ngủ này quý cô chú chị cũng được dán bằng gạch màu trắng này, xung quanh cũng chạy viền hết. Tất cả xung quanh này đồng đều kêu thợ chạy viền hết này. Nó vừa sạch chân tường, không bị mục sơn chân tường á. Và trên này cũng đóng trần la phong giống với ngoài phòng khách. Đấy, màu la phong rất là đẹp luôn. Và cũng có một cái đèn led và một cái đèn ngủ. Rồi mình đi ra con, để dậy sáng. Ở đây thì hệ thống điện cũng làm hết rồi quý cô chú chị này. Điện là đầy điện động cho điện chạy chìm. Và hệ thống công tắc là loại tốt luôn. Có sắm cho bé một cái quạt hiệu Senco này. Đấy. Rồi mình đi tiếp thôi. Yeah. Ở phần lối đi này quý cô chú chị thì cũng được đóng trần la phong hết luôn. Và lối đi cũng cũng gắn một cái bờ đèn led. Ở phòng ngủ số 1 phía bên này cũng gắn một cái lan để cho thông gió, cho nó mát cái căn phòng ngủ. Giống như phòng ngủ số 1 thì phòng ngủ số 2 này cũng gắn một cái lam này. Đấy. Và đầu tiên cũng là giới thiệu là cái cửa trước đi. Cái cửa là cũng cửa nhôm kính luôn. Rất là nhẹ nhàng. Phần dưới này thì là phần nhôm. Phần trên này là phần kính đục này. Nhìn ngoài vào trong không thể thấy được. Và cái phần này là một loại ổ khóa Việt tiệp, rất là chắc, nhẹ nhàng luôn. Đây, tiếp theo thì Tường Vi vào đây giới thiệu coi. Căn phòng ngủ này là của ai? Dạ, cái này là của mẹ hết con. Vậy hả? Dạ. Đây, quý cô chú anh chị, ở phòng này thì có một cái giường luôn. Giường này cũng của bé Thiện Hữu ở nước ngoài, mua tặng cho hai mẹ con bé Tường Vi, một cái giường gỗ. Thì nó bao gồm trong những thiết bị của bé Thiện Hữu gửi tặng á. Thì giường này thì nằm sẽ được bền hơn, lâu hơn. Ở phòng ngủ này thì cũng trừ một cái cửa sổ nhôm kính cửa lùa quý cô chú chị này, rất là nhẹ nhàng. Và cũng có khung bảo vệ luôn. Đấy, ban ngày thì mở ra cho nó mát này. Ban đêm thì hay là mưa gió thì mình đóng lại ha. Ở cái phòng ngủ này thì cũng được phần nền cũng được dán gạch hết. Và xung quanh cũng chạy cái viền hết quý cô chú chị này. Cũng giống như phòng ngủ bên kia thôi, chạy viền hết cho nó khỏi bị mục chân tường. Ở phía trên này thì cũng là đóng trần la phong màu sáng, có những họa tiết. Và cũng gắn bóng đèn led cũng như bóng đèn ngủ. Ở phòng ngủ này thì hai mẹ con ngủ ở đây nên gắn cho hai mẹ con một cái quạt treo tường này. Hiện tại thì quạt đã hoạt động hết rồi. Đấy. Và đặc biệt cũng là món quà của ai biết không? Dạ, nhớ hay là bạn có Thiện Hữu. Bạn Thiện Hữu đúng không? Dạ. Của người con Thiện Hữu ở nước ngoài. Cũng là thiết bị tặng cho bé Tường Vi này. Một cái tủ. Mở sao ạ? Thì mở bên này. Đẹp quá ha. Dạ. Mình cái cánh bên này là mình còn phải có chìa khóa. Là có chìa khóa chưa? Dạ có rồi thầy. Trong này là đồ áo này. Rất là xinh luôn. Rất là đẹp. Đấy. Đấy, cái tủ nhìn rất là đẹp quý cô chú chị, vừa với căn phòng luôn ha. Dạ. Rồi mình đi tiếp cơ. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu ông bà của bác một món quà tiếp theo của bé Thiện Hữu, dành tặng cho 11 tuổi ở nước ngoài, dành tặng cho hai mẹ con. Đó là một chiếc tủ lạnh hãng hiệu Toshiba. Đấy. Tủ lạnh này gồm có ngăn đá này,
Rồi ngăn mát này, ui đựng đồ ăn trứng không à. Tủ này thì theo Tường Vi đánh giá thì như thế nào? Dạ hay đẹp. Đây tiếp theo là gian nhà bếp này. Ở đây thì có chiếc xe lăn của mẹ bé Tường Vi này. Đó, toàn bộ nhà là cái viền là chảy hết nhà nha quý ông bà cô bác, quý cô chú anh chị, chảy hết nhà luôn. Ở cái phần nhà bếp này là đầu tiên là cái phần la phong đi, la phong cũng được đóng trần la phong hết rồi. Và cũng có hệ thống điện đèn led hết rồi. Đấy, cái này thì bật ở đâu Vi? Ở đây ha. Dạ, đó. Đấy, quý cô chú anh chị, màu sơn cũng là màu sơn xanh nhạt hết toàn căn phòng luôn, của nền gạch này. Và đặc biệt là khu vực bếp này quý cô chú chị đổ một chữ L rất là rộng này, từ bên này này, mái tút qua bên này. Cái phần này thì đồng có kêu anh thợ là gắn bồn rửa hai bồn, và ở đây có thì có hệ thống nước luôn, đó có sẵn sàng rồi đấy, rất là mạnh luôn. Và ở phần bên này là phần bếp ga với lại nồi cơm điện. Nồi cơm điện này về với bếp ga thì cũng được người em Thiện Hữu tặng luôn ha. Dạ. Người con Thiện Hữu 11 tuổi tặng cho bé Tường Vi luôn. Ở dưới này thì khúc dưới này thì mẹ con có thể để đồ đạc này, khoảng trống như này. Và ở phần nấu ăn này thì đồng có kêu anh thợ này trừ một cái cửa sổ nhỏ đấy quý cô chú chị này, để khi nấu ăn thì cái những cái mùi như là dầu ăn hay khói bụi thì nó có thể bay ra ngoài đây. Đó, khi nấu ăn thì mở cái này ra, cũng cửa lùa nhôm kính luôn. Và ở phần sau này thì có trữ cho gia đình một cái cửa để đi ra sau. Cửa này cũng là cửa nhôm kính luôn. Phần dưới là nhôm, phần trên là kính đục, và phần tay cầm là khóa biệt tiệp. Em Caramel có thể quay ra ngoài. Ở ngoài thì có một cái giếng mà người em Thiện Hữu gửi tặng. Đấy, cái phần giếng là phần đó đó. Chỗ mấy con gà đang đứng là ở dưới đó là một cái giếng. Bữa hôm thì được đào, và bên này thì đã làm những cái bồn để lọc nước này. Và bên trên tên kia thì là hệ thống lấy nước nước trời. Bên này cũng vậy này, cũng là làm những cái bồn để hệ thống lấy nước trời này quý ông bà cô bác. Đó. Tiếp theo đi vô tham quan cái nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh của bé Tường Vi thì thiết kế thì khá là đặc biệt. Đầu tiên là cái phần cửa đấy quý cô chú chị. Phần cửa là cửa cửa nhôm kính luôn, cũng là dưới là kính, dưới là nhôm, trên là phần kính đục. Và bên trong này thì có tay cầm luôn. Đây cái chốt này rất là chắc luôn. Rồi phần nhà vệ sinh này, đầu tiên là cái bồn vệ sinh đi, cái bồn cầu thì được sử dụng loại bồn cầu xả nước. Bên này thì có gắn một cái vòi cho hai mẹ con xài này. Đấy, có nước hết rồi. Và lắp cho mẹ Tường Vi, cái này là đặc biệt này, dành cho mẹ Tường Vi này. Tại vì mẹ Tường Vi là mỗi lần đi do cái chân á, với lại do căn bệnh của mẹ Tường Vi thì mỗi lần đi vệ sinh là phải có cái vịn đúng không? Dạ. Do vậy thì thiết kế đặc biệt dành tặng cho mẹ bé Tường Vi cái này này, để mỗi lần lên xuống thì dễ hơn. Phía bên đây thì có gắn một cái vòi hoa sen này, vòi nước này. Đấy, và bên này thì chỗ đựng dầu gội đầu và kem đánh răng này, rất là gọn và rất là xinh luôn. Phía bên đây thì có gắn cho hai mẹ con một cái móc. Đấy, để móc khăn này, móc đồ áo này. Còn về phần gạch của cái nhà vệ sinh này quý cô chú chị này, là được sử dụng loại phần gạch gạch nhám nổi. Đấy, đi vậy thì không bị trơn trượt đường vì ha. Con có cảm giác nó nhám không? Ha? Đi vậy là nó không có bị trượt. Đúng rồi. Đấy, và cái phần gạch này này, xung quanh nhà vệ sinh thì được dán cao 1m8. Như vậy thì rất là sạch sẽ luôn. Đó, thì nhà vệ sinh cũng được đóng trần la phong và gắn một cái đèn led. Đó, nhà vệ sinh như vậy thì rất là rộng luôn. Và cái viền hoa này đồng thấy cũng khá là đẹp này. Đồng thấy chạy cái viền này quý cô chú chị, chạy cái viền này thì thấy vừa nó vừa đẹp vừa sạch này. Rồi bây giờ thì đồng với Tường Vi sẽ đi tiếp tục hành trình giới thiệu với ông bà cô bác căn nhà số 2, đó là căn nhà của dì Sáu ha. Dạ.
À, tiếp theo thì dì Sáu đã xuất hiện đây quý cô chú anh chị để giới thiệu căn nhà của dì Sáu á. Nãy giờ thì giới thiệu căn nhà của bé Tường Vi rồi. Ở căn nhà của dì Sáu cũng như căn nhà của bé Tường Vi thì phía trước này được lập làm máng này và được dán gạch hết rồi. Mặt trước nói chung là được ốp gạch hết và được ốp viền. Thì dì Sáu thấy viền như vậy có đẹp không? Hả? Dạ đẹp. Cũng giống như bé Tường Vi ha, cũng nền này biệt nâng cao. Bữa hôm là nền này là hết 70 khối cát. Dạ. Là một khối là hồi nãy em đọc là hình như là 127.000 hay gì đó, là nên lên là 18 triệu mấy trăm đó. 18 triệu 900 hay gì đó. Đây cũng làm cái lối đi lên quý cô chú chị này. Đầu tiên thì cái phần mặt này thì nó giống bên nhà Tường Vi ha. Cũng vậy luôn, là được phía này được ốp gạch này, mặt tiền cũng được ốp gạch. Và ở đây thì tặng nhà mơ ước số 22, Tường Vi là 21. Và cái phần hàng ba này thì đồng ý là rộng 2 mét đó, là cũng được đóng trần la phong này và một cái đèn led ở giữa này. Về phần cái phần cửa thì nó cũng giống bên nhà Tường Vi thôi, cũng là cửa 4 cánh. Đấy. Đóng tượng trưng một bên được rồi. Cũng là cửa 4 cánh quý cô chú chị. Thì hai cánh bên kia nó cũng giống bên này thôi. Đó, mỗi lần không xài thì gấp vô. Rất là chắc luôn. Tiếp theo là đến do cái căn nhà này thì nó cũng giống bên kia, nó giống y chang đúng không chị? Dạ, đúng giống. Do vậy đồng sẽ giới thiệu nó nhanh hơn xíu. Đấy, đồng bật đèn lên trước này. Đầu tiên là phòng khách này, cũng được dán bằng gạch màu trắng này, xung quanh cũng chạy viền hết quý cô chú chị này. Xung quanh này cũng chạy viền hết. Và cũng được đóng la phong màu trắng và có những họa tiết, và đặc biệt là giữa cũng gắn một cái đèn led. Và ở phòng khách này cũng trừ những cái lam này quý cô chú chị, để cho đẹp căn phòng á và thoáng căn phòng về sau. Ở đây thì chị có thể giới thiệu là sao đây chị? Là ba vị tam thánh thầy. Cái này là sao? Ba Phật này là ba vị tam thánh của chồng chị hả? Dạ chồng. Đợt trước là em quay cái nhà tranh ở trong nhà tranh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay vô đây thì hy vọng phù hộ cho quý nhà hảo tâm, quý ông bà cô bác và tất cả quý cô chú anh chị là thật nhiều sức khỏe chị ha, may mắn. Dạ. Lại ba vị Phật mà nói ra nghe. Dạ. Ba vị linh lắm. Dạ. Hồi đó là người ta ở trong đốc á, về tặng á, mà chị không có thỉnh về đó, mà tối chị nằm trên bao là thấy ba vị kêu chị á, sao mà không có lòng thỉnh ta về, là chị nằm trên bao bữa đó qua ngày sau là chị đi thỉnh là về luôn. Ba vị linh ghê, nói thế nào nói như gà thôi. Sẵn tiện đây thì khi mà được ông bà cô bác giúp vậy thì chị có cầu cho ba vị gì cho quý ông bà cô bác không? Dạ cầu cho ba vị á, phù hộ cho ông bà cô bác mạnh thường quân á, luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn á, càng ngày càng tiến, càng thành công hơn, giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo. Dạ, dạ. Cảm ơn mạnh thường quân nhiều, ông bà cô chú. Rồi tiếp theo mình đi vô trong đi. Hệ thống điện này em thấy chạy rất là chắc chắn rồi. Dạ, anh thầu làm kỹ lắm. Em thấy ổ điện, thống điện rất là tốt luôn. Ông làm kỹ từng chút luôn. Dạ, đầu tiên là cái lối đi thì giống bên nhà bé Tường Vi thôi ha. Dạ. Cũng là lán gạch này và phía trên cũng đóng trần la phong hết rồi. Và cũng có một bóng. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 thì cũng được trừ một cái lam này quý cô chú anh chị. Và cửa cũng là cửa nhôm kính, phần dưới này là nhôm, phần trên là kính đục. Vào được không chị? Dạ được. Thông báo là giờ hiện tại gia đình ở luôn rồi. Đây có hệ thống điện luôn. Đây mình vô đây. Là phòng này thì hiện tại là ai ngủ đấy? Hai mẹ con. Dạ. Với chồng còn phòng bển là hàng lớn nữa, đi bộ đội về ở. Dạ, mai mốt thì làm sao cho lớn nó ngủ đây nè. Không, người lớn ngủ đây, nhỏ ngủ dưới. Em đâu biết đâu. Đó cũng là được chạy xung quanh, cũng chạy viền gạch hết quý cô chú chị. Và trên này cũng đóng trần la phong đầy đủ hết luôn, giống như phòng bên kia luôn, không khác gì. Hai nhà như một. Hai nhà như và một. Cũng là một cái cửa kia quạt treo tường, hệ thống điện. Tiếp theo thì là phòng ngủ số 2. Thì đầu tiên là cũng giới thiệu cái cửa trước đi. Cửa cũng là cửa nhôm kính, mặt dưới là mặt nhôm, trên là kính đục và hệ thống ổ khóa là vịt tiệp.
Đây trong này đồng biết điện hết luôn rồi. Đấy. Phòng ngủ số 2 thì cũng giống như phòng ngủ số 1 thôi chị ha. Dạ. Là cũng được là lán gạch xung quanh cũng chạy viền hết này. Em thấy chạy viền này nó vừa sạch vừa đẹp này. Dạ. Và trên này cũng là trần la phong và hệ thống điện. Màu này thì rất là mát luôn, màu xanh. Sáng sạch. Dạ. Tiếp theo thì là cái gian nhà bếp. Lối đi này thì cũng chạy hết viền luôn quý cô chú chị. Đó, trên này cũng là phòng hết này. Bên phòng bên này cũng trừ một cái lam luôn. Đây là phòng nhà khu nhà bếp này thì cũng giống như bên kia chị ha. Dạ. Giống như một. Hôm nay thì gia đình có nấu như một vài món ăn á quý cô chú chị để mời Đồng cũng như người em Caramel dùng bữa với gia đình thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Cái là tủ lạnh lục của chị có lúc trước rồi. Chị. Được rồi, trong này để em quay chứ được rồi. Khởi vô đây nó chật. Ở đâu thì nhà vệ sinh thì cũng giống như bên nhà bé Tường Vi thôi quý cô chú chị. Cũng là đầu tiên là cửa nhôm kính đi. Cửa nhôm kính cũng giống bên bên bé Tường Vi. Có tay cầm luôn, tay cầm bên trong. Và ở đây cũng có bồn xả này và vòi rửa, có nước hết rồi. Bên này thì là có vòi luôn. Đấy, và vòi hoa sen. Bên này cũng gắn một cái để đựng dầu gội, kem đánh răng. Gạch cũng được dán cao lên. Và phần nền gạch này cũng giống bên nhà bé Tường Vi, là nền gạch nhám. Và ở đây thì có gắn một cái móc để móc cái khăn này, móc đồ khi cần thiết. Nói chung là rất là đẹp luôn. Và ở cái nhà vệ sinh thì cũng là có trần la phong và có bóng đèn luôn quý cô chú chị. Đó, em từ ria một máy từ trên xuống dưới chậm chậm thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, ria xuống cái nền cho ông bà cô bác biết luôn. Ở phần bên này thì cũng giống như nhà bé Thường Vi, cũng đổ một cái phần chữ L quý cô chú chị này. L bếp. À, phần bên này thì cũng là phần có nước hết rồi. Nước rất là mạnh luôn. À, đồng thiết kế chia lên bên này thì hai bồn rửa. Phía bên này thì là bếp ga nấu này. Ở đây thì có là một cái ổ điện để gia đình tiện ghim cơm điện vào. Ở đây thì có trừ một cửa sổ nhỏ để cho khi mà nấu mở cái cửa sổ này ra, khói hay là dầu ăn gì thì có thể bay ra ngoài, nó khỏi bị vô phòng. Đó, mục đích của đồng là vậy đó. Cũng được khung bảo vệ luôn. Và ở đây thì cũng trừ một cái cửa ra sau. Đấy, mở ra thấy gà không à? Vì già toàn nuôi gà không. Đó cũng là thông ra sau quý cô chú chị. Thông ra sau thông với 1.000 con gà. Đó, cái nhà chuồng gà bên kia đó. Lúc trước là mẹ con bé Tường Vi ở đó. Và bên kia thì có làm hệ thống đựng nước cũng như lấy nước từ trên trời xuống. Nói chung là căn nhà chị rất là đẹp luôn. Chị đẹp. Có thấy sao, có vừa ý không? Dạ. Nằm mơ em có không ngờ là em được mơ được mà thành hiện thực luôn. Gà đi đẹp quá, đi trong này em thấy nó mát vậy ha. Dạ. Chị đóng cửa lại đi khỏi nó gà nó vô. Bây giờ thì chắc anh Đồng sẽ di chuyển qua nhà bé Tường Vi để gặp lại bà ngoại này, dì Sáu với bé Tường Vi để sẽ có một lời, số lời gửi tới quý cô chú anh chị. Đấy, rất là đẹp, Đồng thấy ở đây rất là trang nghiêm này. Sao à, sao em lại chị nổi da gà? Như ba vậy, linh ứng vậy đó. Này, da gà này quý cô chú anh chị. Rồi cục cục nói cục. Thầy mà lại là mặt mày chị nói hết trơn nè. Em cũng hiểu vì sao luôn. Thôi mình qua bên gia đình đi. À, hồi nãy quên giới thiệu nữa. Đây ở đây thì được bên chỗ vật liệu xây dựng tặng ha. Quý cô chú anh chị, nãy giờ Đồng với bé Tường Vi cũng như dì Sáu đã đi quay một vòng hai căn nhà mơ ước rất là đẹp luôn. Và khi Đồng đi thấy thì các anh thợ ở đây xây dựng rất là tỉ mỉ chắc chắn từng chi tiết luôn.
do mẹ của bé Tường Vi thì bị căn bệnh nên không thể đi tham quan nhà cộng đồng được. Nhưng mà cảm nhận của chị thì nhà như thế nào chị? Dạ, nhà đẹp. Dạ. À, hồi nãy ở đầu video thì có một người cô Hai Cần Thơ thì gửi tặng cho anh thầu là 200 USD, đổi ra được là 4.800.000 đồng. Thì mà anh thầu lại nói là thôi anh thầu sẽ gửi lại một nửa để tặng bé Tường Vi học. Do vậy khi đó thì em gửi cho anh thầu là 2.5 triệu. Thì còn 2.3 triệu nữa, là 4.8 triệu mà, 2.5 triệu còn 2.3 triệu. Thì 2.3 triệu đó em sẽ trao lại cho bé Tường Vi ha. Là nghĩa là cái cô Hai Cần Thơ ở bên nước ngoài á gửi tặng cho anh thầu là 200 USD, giống như là quà, món quà tinh thần vậy đó. Mà anh thầu lại nói là thôi anh thầu nhận một nửa thôi, một nửa gửi tặng bé Tường Vi. Đã, em làm tròn thành là 4.8 triệu. 4.8 triệu thì bữa nay em gửi anh thầu là 2.5 triệu rồi còn 2.3 triệu. Cái nào nó ra cái đó. Tôi 2.3 triệu. Dạ, yeah, đủ ha. Đủ chứ con? Cái này là mấy rồi? 2 triệu rồi. Cái này nữa nhiêu? Dạ, 2.3 triệu với 2.5 triệu là nhiêu? Dạ, 2.3 triệu khi 2.5 triệu là 4.8 triệu. À, vậy là cái món quà mà cô Hai Cần Thơ gửi cho chú thầu á, thì chú thầu nhận một nửa. Chú thầu xin tặng cho bé Thường Vi một nửa ha. Dạ, em cảm ơn cô Hai Cần Thơ và cảm ơn chú thầu nhiều. À, vậy là buổi bàn giao hôm nay thì căn nhà mơ ước đã hoàn thành trọn vẹn. Đồng cũng rất là vui khi mang đến những tiếng cười, những cuộc sống mới, một cái sự đổi đời gì đó cho những hoàn cảnh, từ những cái căn nhà rách nát, từ những chỗ ở mà phải sống ở chuồng gà chuồng vịt, thì hôm nay hai mẹ con đã có một cái căn nhà cấp 4 khang trang, sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Đặc biệt là phải nói là đẹp nhất vùng rồi. Hả? Con đi dọc đường có thấy là nhà mình giờ đẹp nhất không? Dạ, thấy đẹp nhất. Có ai khen gì không? Dạ có chứ, người ta đi qua người ta thấy nhà đẹp quá người ta cũng khen. Nói sao? Ôi nhà này bé Tường Vi nhà đẹp quá ha. Dì Sáu qua đây coi. Có ai nói gì về nhà cửa không? Đứng đó được rồi. Ở đây người ta khen nói có những mạnh thường quân giúp đỡ được hai cái nhà vậy là quá trời ngon. Ở đây sớm này là nhà này đẹp nhất rồi đó. Dạ. Dạ. Mà cũng chia sẻ với chị là không phải là em là người quyết định để giúp cho chị Sáu đâu nha. Là thứ nhất là nhà hảo tâm cũng gửi tiền về. Bữa hôm chị và chị cô Phấn ở nước ngoài thì gửi giúp chị 45 triệu. Sau đó chị trích tiền đất ra 30 triệu nữa là 75. Sau đó là sự san sẻ yêu thương của hai mẹ con bé Tường Vi xin nhà hảo tâm. Thì khi đó em mới dám em làm, chứ bình thường em cũng không dám quyết định cái này đâu. Dạ. Thì cuối video thì Vi có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không con? Dạ, chúc ông bà cô bác và mạnh thường quân và nhà hảo tâm có học nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài trong cuộc sống và bình an trong cuộc sống. Ừ. Chị, nãy giờ chưa nói lời này luôn á. Dạ, em xin cảm ơn ông bà cô bác và các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tặng cho mẹ con và chị con nhà mơ ước. Con xin cảm ơn. Chị Sáu. Dạ, con cũng xin chúc ông bà cô bác luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn thành công tinh mọi nẻo đường. Dạ, cho hai chị em con được ngôi nhà là mừng lắm. Dạ, dạ. Thì cuối video Đồng cũng không biết nói gì hơn, thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nói chung, thay mặt hoàn cảnh của mẹ con bé Tường Vi, dì Sáu nói riêng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Nói chung là lời cảm ơn thì không bao giờ nói hết được thành lời được. Chỉ biết là gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị. Hy vọng thì quý cô chú chị luôn yêu thương và tin tưởng Đồng, để Đồng có thể giúp được đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống, giúp cho những hoàn cảnh đó có thể vươn lên được trong cuộc sống này, có một cuộc sống mới, có những tương lai tốt đẹp hơn, và đặc biệt là tương lai của những đứa trẻ mầm non của đất nước. Sau này thì khi mà ổn định được chỗ ăn, chỗ ngủ thì các bé sẽ có tâm trí và sẽ dồn vào việc học tốt hơn.
cuối video thì chúc một lần nữa thì chúc quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng với gia đình chào quý ông bà cô bác.